Má, má làm gì vậy? Ba muốn vận động chút thôi. Đó, con thấy không? Má khỏe rồi nè, không cần uống thuốc nữa đâu. Má, đợi mai mốt má khỏe hẳn, má đi bán lại cho con đi học tiếp nha. Coi kìa, lớn rồi mà làm như còn con nít vậy á. Trang à, hồi má bằng tuổi con, má đã lấy chồng rồi đó. Hồi đó khác, bây giờ khác. Má này, già kén kẹn hôn đó con à. Con má không có ế đâu, tại con chưa có thích chứ bộ. Má, cho tôi gặp quản lý. Dạ. Khoan đã, cho một chai rượu luôn nha. Dạ. Dạ chào quản lý. Dạ, chào cho cậu quản lý à. Anh là quản lý ở đây à? Dạ, đúng rồi. Xem ra phong cách quản lý cũng giống như người thôi. Dạ, chị nói vậy là ý gì à? Ý tôi là cần phải thay đổi lại phong cách quản lý nhà hàng chứ gì. Dạ, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Nè. Dạ. Làm phiền anh nói lại với anh Tuấn Anh là tôi cần gặp. Sếp ơi, có người cần gặp ạ. Tôi biết rồi. Đến đây làm gì? Anh không thể tiếp em được sao? Mời anh. Cô muốn gì? Em muốn mời anh đi ăn cùng. Xin lỗi, tôi ăn rồi. Tiếc quá. Nếu anh không phiền, em muốn dùng bữa tại nhà hàng của anh. Ok. Thôi được rồi, chúng ta đi chỗ khác, ở đây không tiện. Ok, đi. Kim Ngân.
Cô ta không phải loại dừa đâu. Anh cũng thích bản nhạc này hả? Cô cũng biết à? Thì học sinh ở bển ai chẳng biết. Nhưng em không nghĩ một người như anh cũng có thể nghe nó. Tại sao? Vì anh lúc nào cũng lạnh lùng. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tại vì tôi không nghĩ là ba tôi và bà nội lại làm lớn chuyện như vậy. Vậy anh tính sao với cô gái đó? Ai? Thì cô gái mang trong mình giọt máu của anh. À, cô định đi đâu vậy? Lên sàn nhảy. Sao hồi nãy cô nói là đi ăn mà? Em đổi ý rồi. Dạ, tao qua đây luôn anh. Dạ, vợ vô. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ chào anh chị, mời anh chị vô. Cảm ơn. Dạ bên đây. Mời anh chị theo em. Sao anh lại tới quán bar? Em muốn đi nhảy hơn. Chào mừng anh luôn chị. Anh chị uống gì ạ? Uống chị. Giống anh. Đừng như mọi chuyện. Dạ. Ở đây em có cảm giác giống như là đang ở bên kia. Tình quản, tôi cũng hay đến một mình. Chứ không phải là anh đang tưởng nhớ tới một mối tình nào đó sao? Dạ mời anh chị. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Anh đang bị bẫy à? Dạ được. Cách hai. Cô định cố không làm gì? Người như cô muốn gì người thúc? Vậy tại sao anh không phải là một người trong số đó? Tôi chưa đủ. Là tôi từ chối với con của mình. Nếu anh muốn, cũng có thể cho cô ta một ít tiền là xong. Cô cũng giống như bao nhiêu người giàu có khác, lúc nào cũng đặt đồng tiền lên hàng đầu. Nếu cô rơi vào trường hợp như vậy thì cô sẽ hành động làm sao? Em đủ thông minh để không bao giờ rơi vào hoàn cảnh như vậy. Cô gái chấp nhận một điều kiện nữa và biết rất rất thất bại của mình, vậy mà chỉ cứ nhận là thông minh. Một cô gái thông minh hiểu rằng hạnh phúc nằm ở hành trình chứ không nằm ở đích đến. Cô hãy từ bỏ ý định ấy thôi. Em đến đây không phải để nghe anh nói điều đó. Chưa có một người đàn ông nào dám từ chối em. Em sẽ chứng minh cho anh thấy. Cô là người thích nhìn thấy sự thất bại của những ngày tháng.
nhiêu đó cũng chưa đủ đâu. Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi. Ông tưởng tôi còn nhiều lắm hả? Còn khoản nào khác không? Bao nhiêu nữa? 200.000 đô. Ông làm cái gì mà dữ vậy? Đào ở đâu ra? Còn tiền mà thu các nhà hàng đâu? Thì phải đầu tư xây dòng vốn chứ. Còn tiền mũi ngắn mũi dài nữa. Ông làm gì mà cần nhiều vậy? Làm ăn lớn. Có chiến hạm sừng tê giác châu Phi. Tôi muốn mua một ít pha rượu độc cho nhà hàng mình. Bây giờ các tay chơi nó rất thích loại này, nhưng mà nó tinh ý lắm, phải hàng xịn mới được. Cần gấp lắm không? 2 tuần nữa. Để tôi tính lại đã. Con Kim Ngân vẫn chưa về hả bà? Nó báo nó về muộn. Mà ông định tính sao với nhà ông Bình? Biết tính sao bây giờ? Anh cũng bị bất ngờ như mình thôi. Mà tôi không muốn anh Bình khó xử. Chú trẻ bây giờ. Mà tôi không nghĩ cậu Tuấn Anh nhà ông Bình lại như vậy. Thưa ba má. Con ngồi đó đi. Ba má chưa ngủ hả? Bác Bình có hẹn với ba. Bây giờ ý con sao? Để ba dứt khoát với người ta. Thì trước giờ sao? Giờ vẫn vậy đi ba. Con chấp nhận vậy. Má nghĩ con thua con nhỏ đó sao? Bà nội Tuấn Anh đã nói với con rồi, kêu con ráng chờ đi. Tới khi đứa trẻ được sinh ra thì họ sẽ thử ADN liền. Con nghi là nó gài bẫy Tuấn Anh thôi. Con yêu Tuấn Anh à? Không hẳn. Nhưng danh dự phải trả giá bằng danh dự mà. Nè, bà cấm con không được xúc phạm đến Bắc Bình. Con đâu có ngu như vậy ba. Con chỉ muốn Tuấn Anh quỳ gối xuống chân con. Con sẽ có Tuấn Anh cho bằng được. Nó háo thắng người hệt ông. Bà, má. Má à? Má. Má. Con qua nhà bạn mượn cuốn tập cái nha má. Má nhà mình được không? Được mà. Con cứ đi đi. Má có thấy mệt đó thì má uống thuốc nha. Con đi nha má. Ah!
đi nha má. Má ơi má ơi. Má ơi. Má ơi. Má. Ráng lên má. Má mới xỉu á, em mới đỡ má vô á. Học nữa đâu. Em nói gì vậy? Em phải đi học. Em không được phép làm như vậy. Em muốn giúp chị. Chị không cần. Chị tự lo được. Cách tốt nhất để em giúp má với chị là em phải đi học, hiểu chưa? Chị biết má. Hết thuốc lâu lắm rồi. Hết rồi mà hết. Thuốc còn trong lọ kìa. Má gạt chị á. Má sợ thì tốn tiền. Má lấy thuốc khác bỏ vô cái lọ đó, gạt chị em mình á. Thật sự má hết uống thuốc lâu lắm rồi. Sao má lại làm vậy? Má có chết em học xong mới làm cái gì, đúng không chị hai? Chị có lỗi với má và em, chị sẽ cố gắng, em đừng có bỏ học nha. Em thấy mình tệ quá chị à. Khổng quá à. Chị hai. Long à, em nghe lời chị, đừng có nghỉ học nha em. Không có được khóc.
Nè, thất tình hay sao mà cái mặt bí xị vậy? Đâu có, con đang thất bát. Mối rào quá trời, sao kêu thất bát? Con hết bỏ rau cho nhà hàng đó rồi. Ủa, bộ tụi đang hiếp con hả? Dạ đâu có, tại con có chuyện riêng. Dạo này con kẹt quá. Thôi được rồi, vậy để cô giới thiệu cho con một nhà hàng này cũng lớn lắm. Thiệt không cô? Thiệt mà. Cảm ơn cô. Xin lỗi, chị hỏi ai ạ? Dạ, chị cho em gặp quản lý ạ. Có gì không chị? Dạ, em được giới thiệu tới gặp quản lý ạ. Dạ, mời chị vô đây. Mời chị ạ. Chị Thanh ơi. Thưa chị Thanh, có người cần gặp chị. Có chuyện chứ không? Rồi có chuyện chứ? Dạ, em tới đưa rau cho nhà hàng. Để Lệ Tuyên hả? Đứa họa đơn đấy. Dạ không. Rồi có chuyện chi? Dì Tư giới thiệu em, nhà hàng có nhu cầu cần rau sạch, em sẽ để rẻ cho. Cửa hàng của em tên chi? Em không có cửa hàng. Rửa ái chứng nhân đó là rau sạch. Dạ. Nhà hàng của tôi là một nhà hàng đẳng cấp. Chúng tôi không nhận hàng từ những nơi mà không được chứng nhận. Em thông cảm hỉ? Dạ. Tôi xin lỗi ạ. Ai vậy? Dạ, họ đến mời lấy rau. Đưa rau hả? Dạ. Nè. Chị kêu tôi hả? Chứ cô nghĩ tôi kêu ai? Với nhân viên tôi có cách gọi riêng. Vậy chị muốn lấy rau hả? Anh ấy vẫn để cho cô làm chuyện này sao? Chị muốn nói ai? Không lẽ cả ba của đứa con trong bụng cô mà cô cũng không nhớ hả? Tôi nhớ rồi. Cô là người bị bỏ rơi hôm trước chứ gì, đúng không? Đừng có vội kiêu ngạo. Nếu như Tuấn Anh yêu cô thì cô đã không khổ như vậy đâu. Xin lỗi, tôi không rảnh nói chuyện với cô. Nếu như không ai lấy rau thì cứ đến đây, tôi nhận cho. Tôi sẽ dặn nhân viên của mình nhớ mặt của cô là chủ hộ của nhà hàng Tuấn Anh. Bám sát xem cô ta sống ở đâu. Nhanh lên.
Giám đốc, những gì giám đốc nói là sự thật hả? Thực tình bây giờ tôi cũng không nghĩ là sự việc lại đi xa đến nước như vậy. Hay là bây giờ giám đốc thú nhận với gia đình đi. Tôi cũng có nghĩ đến chuyện đó rồi, nhưng nếu thú nhận bây giờ thì tôi vẫn phải thực hiện cuộc hôn nhân với cả Kim Ngân, và bị trói buộc bởi Kim Ngân thì tôi không thể. Nhưng mà bị trói bởi Kim Ngân hay Hành Trang thì có gì đâu mà khác. Hành Trang là bị trói buộc bởi bản hợp đồng. Tôi có thể chấm dứt hợp đồng này ngay khi có thể. Giám đốc, giám đốc sẽ không làm gì nó chứ? Nhìn mặt tôi giống như vậy sao? Tôi xin lấy cả gia đình mình ra để bảo đảm. Dì thấy đó, nơi tôi chuẩn bị tất cả những thứ đó cho cô ấy. Dì giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh này. Chỉ có dì nói với Hành Trang, may ra cô ấy mới nghe theo. Nhưng mà Hành Trang nó bướng lắm. Tôi cũng không hứa gì với giám đốc đâu nghe. Trong sự nhờ dì đó. Dạ. Nói, mẫu này đẹp này nói. Ừ. Má cũng quan tâm đến thời trang đó hả? Con chào bác. Đây là những mẫu thời trang mới nhất dành cho người lớn tuổi đó bác. Dạ thưa bà, thưa bác, thưa cô, cơm nước xong rồi con mời mọi người dùng ạ. Dạ. Thằng quỷ này vẫn chưa về. Để nó đi má, con đói bụng rồi, mình ăn đi. Thôi ta ăn, ăn đi. Ăn đi con. Dạ. Từ hôm đó tới giờ Tuấn Anh nó có gặp con không? Dạ hôm bữa con với ảnh có đi ăn với nhau. Nó biết lỗi vậy là tốt rồi má. Nội nghĩ nó cũng hoàn toàn bất ngờ như chúng ta vậy thôi. Con nên thông cảm. Rồi từ từ gia đình nội sẽ giải quyết cho tụi bay ổn thỏa. Dạ, nội và bác cứ yên tâm. Con là đứa có ăn học, được giáo dục trong một môi trường nề nếp, chứ không phải là những loại người sống buông thả kiểu đó đâu. Cũng tại nội, từ khi nó về nước đã không sát sao với nó, để nó quan hệ với loại người đó mà không hề biết. Bác thấy con chịu thiệt thòi quá. Dạ, thanh niên khó tránh khỏi sai lầm. Người đáng trách là cô gái đó. Chỉ có loại người vô liêm sỉ, không có lòng tự trọng mới làm những việc đáng xấu hổ như vậy thôi. Thôi ăn đi con. Càng nói nội càng sốt ruột. Nội, anh Tuấn Anh có thường xuyên về trễ giờ cơm vậy không nội? Chỉ khi nào có việc thôi. Ăn xong cứ lại đây chơi, chờ Tuấn Anh về con à. Dạ không được nội à. Con không được về khuya quá hơn 10 giờ. Ba má con dặn vậy rồi. Dạ cũng đúng á. Con gái mà nề nếp vậy là tốt lắm. Nội, nội nói cái cô gì đó làm nghề gì vậy? Nó đưa rau cho nhà hàng. À, vậy thì đúng rồi. Con nói vậy là sao? Hôm bữa cô ta tới nhà hàng con để mời lấy rau. Con thấy hơi ngờ ngợ, nhưng nhìn cái vẻ nhếch nhác bẩn thỉu của cổ, con không nghĩ lại là cô gái đó. Con có chắc không? Ban đầu con cũng thấy nghi ngờ lắm, cho nên con mới gọi cô ta lại để kiểm chứng. Là cô ta à? Dạ. Con chỉ muốn biết nếu thật sự là cổ thì con sẽ ra tay giúp đỡ. Ai ngờ cổ chửi bới con trước mặt đám nhân viên, đã vậy còn ngang nhiên nhận mình là vợ tương lai của anh Tuấn Anh nữa chứ. Cái gì? Nó dám nói vậy.
đúng là không còn mặt mũi nào hết. Cô ta xúc phạm con thì con có thể chịu được, đằng này cô ta còn nhảy chồm chồm lên với cái vẻ bẩn thỉu của mình, thì cái đám nhân viên của con làm sao tin được đó lại là... Con nói nó nhảy chồm chồm lên hả? Dạ. Trời đất ơi, cháu tôi nó không biết điều một chút nào cả. Bây giờ chắc tôi nó được sinh ra trong cái môi trường vậy thì dòng họ này sẽ tàn lụi mất thôi. Thôi, con xin phép nội, xin phép bác, con về nha. Thỉnh thoảng con qua chơi với nội nha. Dạ, nội ráng giữ gìn sức khỏe nha. Thưa nội, thưa bác, con về. Con về. Con tính sao? Không thể để mất danh dự gia đình mình như vậy má. Má không quan tâm đến danh dự, má quan tâm tới đứa chắc đang nằm trong bụng của nó kia kìa, đang từng ngày từng giờ gặp nguy hiểm kìa. Dì Năm ơi, dì Năm. Ơi, vô đây con. Dì Năm. Ngồi. Ủa? Đi con. Dì Năm móc gì vậy? Thì móc cái khăn cho con Đức Long nè, mùa đông sắp tới rồi. Hồi còn khỏe má con cũng hay móc cho tụi con lắm. Ủa, mà bữa nay dì nghỉ cả tối hả? Ừ. Nghỉ ở nhà không chịu ngủ sớm đi, còn ngồi đan móc móc nữa. Chứ bây giờ tôi sống có một mình nè, tôi rảnh rang, tôi buồn tay buồn chân, tôi không biết làm gì, tôi móc chứ có gì đâu. Ừ, con qua đây rồi ở nhà ai coi mẹ con vậy? Dạ thằng Long gì? Dạ dạ. Dạ. Hành Trang nè, con rảnh không? Có gì mà nghiêm trọng quá gì vậy? Có việc. Nói cho dì nghe coi, lúc này con bỏ mối rau ở đâu? Dạ... Thôi, đừng có giấu gì nữa. Dì Năm ơi, dì con. Dì hai ơi. Chuyện gì? Dì hai. Dì Năm ơi. Dì Năm, cái gì vậy? Trời, má con sao vậy? Má con. Má con sao? Má sao vậy? Má con chung chuyện liền đi. Lẹ lên con, lẹ lên. Bác sĩ, ai là người nhà của bệnh nhân Trần Thị Mỹ Hạnh? Dạ em. Mời vô. Dạ. Đi lên. Má em lên cơn co thắt động mạch vành, giờ đã qua cơn nguy hiểm. Má em có sao không bác sĩ? May là đưa đến kịp. Hiện tại chúng tôi đang dùng thuốc an thần, bởi nếu bệnh nhân tỉnh tim sẽ hoạt động nhiều, và như vậy sẽ có những cơn co thắt động mạch vành mới. Vậy có cách nào khác không bác sĩ? Hiện tại chúng tôi đang theo dõi, gia đình nên xác định tư tưởng, chắc phải nằm viện lâu đó. Các em về lo thủ tục nhập viện đi. Bác sĩ ơi, bác sĩ cứu má em nha bác sĩ. Trời, cô bé này hay thiệt. Làm bác sĩ không cứu người thì cứu ai? Hai em về lo thủ tục nhập viện đi. Dạ, em cảm ơn bác sĩ.
sao rồi? Người ta đang tiêm thuốc chờ cho má con ổn định trở lại. Chắc lần này má còn nhập viện lâu quá vậy. Không lo quá. Thôi nín đi, nín đi con. Bình tĩnh lại. Em nói với hai rồi, để em đi học kiếm tiền mà chị hai không cho. Thôi 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 thôi, bây giờ không phải lúc tụi bay cự nhau. Đức Long, con đi về nhà lấy quần áo của má và chị con đi. Còn anh Trang nữa, con làm thủ tục cho má đi con. Đi đi, còn ngồi đó làm gì nữa. Đi đi con. Nè, con còn bao nhiêu tiền? Dạ, khoảng vài trăm ngàn thôi dì. Thôi được rồi, con ở lại lo cho má đi. Để dì về nhà vay mượn bà con xem có được không. Còn tiền nhập viện á, một lát dì sẽ đưa Đức Long, nó cầm vào. Ở nhà dì còn một ít. Dì. Thôi, lúc này không phải là lúc làm chảnh đâu nghe chưa. Đừng có khóc nữa. Thôi dì đi về, mai dì còn phải đi làm nữa, có gì phải gọi điện thoại cho dì nghe. Nghe con. Nhanh lên, xong chưa? Giám đốc tới rồi kìa. Chắc lần này má còn nhập viện lâu quá vậy. Em nói với hai rồi, để em đi học kiếm tiền mà chị không cho. Vậy nào? Sao vậy? Tất cả mọi người chuẩn bị xong hết chưa? Xong rồi. Tập trung đi. Để tay lên đi. Rồi nhìn tay lên bà con ơi. Bây giờ có nhiều sự hiện diện của tôi. Dạ chào giám đốc. Giám đốc. Hôm nay chúng ta thử thực đơn mới. Vậy Nam chuẩn bị xong hết chưa? Dạ xong hết rồi. Mời giám đốc thử. Dì lên phòng tôi gấp.